Ta sẽ sang phần là sử dụng trình chiếu cơ bản. Thầy sẽ hướng dẫn các em tạo ra các cái bảng trình chiếu để giúp cho chúng ta có thể trình bày được. Thì bản trình chiếu này thì sẽ có tác dụng ở trong các cái môi trường mà chúng ta cần trình bày. Ví dụ như là để hỗ trợ giáo viên giảng bài chẳng hạn, hỗ trợ các người những cái người mà cần thuyết trình chẳng hạn, giống như là các diễn giả chẳng hạn, hoặc là cũng có thể là để trình bày để mọi sinh viên chẳng hạn, để sinh viên trình bày với nhau chẳng hạn, thì các em có thể trình bày qua máy tính hoặc là qua các cái tivi màn hình lớn hơn. Để tạo ra các bài thuyết trình thì đầu tiên chúng ta cũng là tạo ra các cái file file thuyết trình Microsoft PowerPoint. Chúng ta sẽ sử dụng là Microsoft PowerPoint đây. Các em tạo chọn kích chuột phải chọn New này. Chúng ta cho chọn là Microsoft PowerPoint nhé. Vì là bài 8 3 4 đi. Thì sau khi các em mở lên thì đầu tiên các em cũng vào file và chọn option. Option này thì các em phần sót lỗi thì các em bỏ hết này. Nhá. Phần chung này thì chúng ta cũng nhớ đặt tên người dùng để thầy biết là bài của ai làm. Ở trong cái phần tên tab này thì chúng ta viết là mã sinh viên nhá. Tên người dùng các viên viết tên của em vào. Chọn OK. PowerPoint thì cũng là một phần mềm tương đối phức tạp, nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng các thao tác đơn giản nhất để có thể là tạo ra các bản trình chiếu được. Các em làm như sau này. Các em ấn Ctrl M để tạo ra một bản chiếu mới này. Ấn Ctrl M để tạo ra một bản chiếu mới nhé. Đó các em bấm vào thêm tiêu đề. Đấy, ví dụ như là các em ghi đây là, em sẽ ghi là trường cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội. Số 92 A Lê Thanh Nghị. Hai Bà Trưng. Đây là đây người ta gọi là slide tiêu đề hay trang tiêu đề. Em muốn các chân mở để chúng ta chuyển sang bảng chiếu tiếp theo. Nội dung này các em có thể ghi là các khoa chuyên môn. Ta ghi đây là khoa công nghệ thông tin và điện tử viễn thông khoa điện và bảo dưỡng công nghiệp. Khoa kinh tế. Quản lý. Khoa kế toán, à, khoa cơ khí. Tiếp tục ấn Ctrl M để chuyển sang slide tiếp theo này. Ví dụ như là khoa công nghệ thông tin. Ở đây thì thầy sẽ điền các ngành khoa thông tin vào, như là lập trình máy tính. Thiết kế đồ họa. Ứng dụng phần mềm. Quản trị mạng.
tin học văn phòng. Ngoài ra thì có một ngành liên kết nữa là ngành thương mại điện tử nữa, thì ngành đấy thì thuộc quản lý của khoa kinh tế quản lý. Thì để thực hiện trình chiếu slide thì chúng ta bấm phím là phím F5. F5 chúng ta có thể trình chiếu được. Thì với F5 thì sẽ là trình chiếu hai màn hình nhá. Thì đây là màn hình của diễn giả ấy. Thì các em sẽ nhìn thấy slide đang trình chiếu và slide tiếp theo sẽ trình chiếu đến. Ngoài ra thì có ghi chú này thì diễn giả các cái người mà làm slide thì có thể đưa thêm vào slide này. Đấy. Đưa thêm vào slide và người xem thì người sẽ không nhìn thấy nhá, người sẽ không nhìn thấy cái slide này. Đấy. Bây giờ thầy sẽ chuyển này, chuyển màn hình. Thì ở trên màn hình ấy, thì các em nhìn thấy ở đây là chúng ta thấy rằng là đây là màn hình mà khi mà chúng ta nhìn thấy này. Đấy. Đây để chuyển lại. Thì với phần ghi chú ấy, thì chúng ta có thể đưa vào các thông tin dài mà chúng ta khó nhớ hoặc là đưa vào các cái nội dung bên ngoài. Đấy. Các cái số liệu để là nhằm mục đích phục vụ cho diễn giả có thể trình bày một cách gọi là mượt mà trôi chảy mà không cần phải lo nhớ các cái số liệu. Tiếp theo chúng ta có thể đưa vào đây các thiết kế hoặc là design định sẵn. Thầy sẽ chọn một thiết kế cho phù hợp. Ta sẽ chọn thiết kế nào? Màu xanh nhá. Em thích màu xanh hay màu đỏ? Chúng ta cũng có thể hoàn toàn chọn thiết kế sau, chúng ta chọn màu sau cũng được. Đây để chọn thiết kế màu xanh này nhá. Đấy. Và sau đó chúng ta hoàn toàn có thể chọn màu sau. Đấy, em hoàn toàn chọn màu sau. Và nào thích màu đỏ, chúng ta để chuyển sang màu đỏ. Nhìn này. Đây là một thiết kế khá đẹp. Tiếp theo là về phần chuyển tiếp thì chúng ta có thể chọn các cái chuyển tiếp cho nó bắt mắt hơn. Đấy. Tuy nhiên là những chuyển tiếp này này cũng có thể là làm cho gây ức chế cho người xem, một số người ta sẽ không thích những cái chuyển tiếp này. Còn một số người thì lại thấy những cái chuyển tiếp này thì rất là cuốn hút. Đấy. Có cảm giác sẽ cuốn hút. Như là thầy sẽ có một con chim chẳng hạn. Bye 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 bye. Đấy, chúng ta cùng xem sau khi mà chúng ta sử dụng chuyển tiếp nhé. Ta cùng xem sau khi mình sử dụng chuyển tiếp này. Slide vào khá là hay đúng không? Tiếp theo là các hoạt hình. Hoạt hình ở đây các em nhìn thấy animation đấy, thì chúng ta có thể đưa hoạt hình vào các đối tượng ở trong này. Ở đây hiện nay thì đối tượng chúng ta chỉ có là văn bản thôi. Hoạt hình thì chúng ta có các cái tổ hợp hoạt hình như tổ xuất hiện này, nhấn mạnh, thoát và di chuyển. Bây giờ thầy sẽ sử dụng tổ hợp hoạt hình
xuất hiện nhá. Đấy, xuất hiện. 1 và 1. Bây giờ sẽ bật màn hình lên này. Và đây sẽ bắt đầu phát này, các em nhìn thấy này. Bây giờ thầy muốn rằng là cái văn bản thứ hai này, địa chỉ này sẽ xuất hiện sau khi cái xuất hiện sau nhé. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như nào? Các em cùng nhìn này. Đấy. Đây là chúng ta đang để là các em nhìn thấy xuất hiện với phần trước ấy. Chúng ta sẽ chọn là bắt đầu khi bấm hoặc là bắt đầu sau. Bây giờ thấy chọn là bắt đầu khi bấm nhé. Đấy. Còn cái tiêu đề 1 thì đây là bắt đầu khi bấm rồi. Các em cùng xem này, khi mà trình chiếu. Đấy. Khi bật lên ấy, thì các em thấy rằng là một cái màn mở ra và chúng ta không có một cái gì ở trên đó cả. Thế thì người xem thì cũng có hơi tò mò là không biết là ông này ông định giới thiệu về cái gì đây. Đúng không? Đấy. Thì bắt đầu bấm này. Thì bây giờ mới xuất hiện. Đúng không? Thì hôm nay thì thầy sẽ giới thiệu các em về trường Phòng Bách Khoa Hà Nội. Sau đó thì bấm tiếp theo là trụ sở chính là số 922 đề nghị. Thì tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể làm với các phần còn lại. Ví dụ như thầy sẽ làm thêm ở đây đó là bay vào. Ta sẽ cùng là kích chuột nhé, kích chuột để cho chủ động. Chúng ta cùng xem này. Đấy. Thì lúc đầu tiên thì với slide chúng ta cũng không có gì cả. Và sau khi chúng ta bấm chuột thì sẽ xuất hiện. Bye. Tương tự như vậy thì với phần phong thông tin thì chúng ta cũng có thể làm với hiệu ứng xuất hiện. Tất cả đều là click nhá. Và ngoài ra thì thầy sẽ thêm ở đây đó là hiệu ứng nổi bật. Lắc lư chẳng hạn. Đấy, lắc lư. Đấy. Đây là tùy vào mục đích của người giới thiệu thôi. Đấy, tùy mục đích của người giới thiệu thôi. Do là thầy vừa bấm vào phần là nổi bật ấy, cho nên là chúng ta đã bị mất phần bay vào rồi. Thầy sẽ chọn lại bay vào này. Và để thêm được vừa bay vào vừa nổi bật thì chúng ta sẽ cần phần Add Animation. Add thêm màn hình ở đây. Để chọn là nổi bật. Chúng ta thấy rằng quản lý bên này chúng ta sẽ có tiến độ thời gian của các animation của chúng ta đây, của các hành động. Thì đầu tiên là bay vào này. Đấy, nhảy vào này. Sau đó mới đến là nổi bật. Nhá, chúng ta cùng nhìn này. Đầu tiên là nhảy vào này, đây là các ngành. Cái này thì tùy thuộc vào người thuyết trình. Người ta muốn thuyết trình như thế nào hoặc là người ta muốn kịch bản thuyết trình như thế nào thì người ta sẽ làm các ứng dụng, làm các cái hiệu ứng sao cho phù hợp. Ví dụ như là khi người ta nói đến ngành lập trình máy tính ý, và người ta muốn nhấn mạnh hơn một chút, người ta sẽ bấm vào và hơi lắc lư một chút, người xem người ta sẽ chú ý vào hơn. Đấy. Khi giới thiệu đến cái đồ họa, khi giới thiệu đến ứng dụng phần mềm, quản trị mạng và văn phòng.
Bây giờ các em có thể là thực hành thử nhá.